cha. Cha, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi thu xếp hành lý, chuẩn bị chạy trốn. Trước cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đừng hỏi nhiều nữa, mau mau đi thu xếp hành lý, nhanh lên chạy trốn thôi, nhanh thôi. Cha, chạy đi đâu chứ? Cha, con gái. Con gái phạm nhân Mạnh Nguyên ngầm thông đồng với Giang Lan Tự, Hồ Lan Đào, chứa chấp tội phạm, có ý đồ mưu phản, phán quyết chặt đầu. Cha, cha ơi, gia quyến tỷ muội Mạnh Phàm, Mạnh Phu biết rõ mà không báo, phạt đánh đến chết. Sa nha đại nhân, đây là lần đầu tiên tôi gặp Lan Đào. Cái đầu của hắn ta đã bị quan gia chém rồi. Lúc đó tôi chỉ là một người khám nghiệm thi thể, tôi vốn không quen biết hắn ta. Tôi thấy hậu nhân của Lan Đào thực sự rất đáng thương, liền mang một ít cơm canh thừa để bọn họ ăn cho đỡ đói mà thôi. Nói như vậy, người đã nhận tội, ngầm thông đồng rồi. Đại nhân, tôi không hề trảm. Cha, đại nhân, chúng tôi không có tạo phản, con không muốn chết đâu. Cha ơi, con gái, cha, con gái, con không muốn chết. Cha, cha, cha đã làm người tốt lầm, làm hại tỷ muội các con. Cha, những gì cha làm là không sai. Cha luôn dạy dỗ chúng con, làm người tốt là không có gì sai cả. Đúng vậy, con gái nói rất đúng, làm người tốt không có gì sai hết. Có câu nói này của con thì cha an tâm rồi. Cha ơi, cha giao muội muội lại cho con đó. Cha, cha ơi, Phạm Nhi, con hãy chăm sóc tốt cho nó. Chảm, con gái, con gái ơi, cha, cha ơi, cha, cha ơi, cha, cha ơi, cha, cha ơi, đánh cho ta. Tỷ tỷ, muội muội, muội muội, muội muội,
Nhanh, nhanh lên. Mau, mau đi. Ngươi nữa, đi mau. Đi mau. Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Các ngươi bắt tôi làm gì? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Đi mau. Tại sao lại bắt người? Tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra. Nhanh lên. Nhanh lên. Tiểu phụ, tiểu phụ, muội có sao không? Tiểu phụ. Cô là Mạnh Phàm à? Cô ấy là Mạnh Phù. Chính vì mặt công công này đã cứu mạng của các ngươi đó. Công công là qua điểu sứ từ hoàng cung đến để tuyển cung nữ. Sau này chỉ cần các ngươi nghe theo lời của công công, không những có thể sống được mà còn có thể hưởng vinh hoa phú quý. Đã rõ chưa? Chúng tôi không muốn vào cung. Nghe nói trong cung là nơi không phải để cho con người. Vậy hai cô muốn quay về hay tiếp tục chịu hình phạt nào? Hoàng cung chính là con đường thoát duy nhất của cô. Muốn vào cung thì hãy ấn vân tay vào một bên của tên mình. Muội muội, đừng mà. Tỷ tỷ, hay là chúng ta hãy vào trong cung. Muội đã không còn cha rồi. Muội không muốn mất nổi tỷ. Muội không muốn chết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta hãy vào cung cùng nhau đi. Tỷ tỷ, muội muội. Tỷ tỷ. Nguyệt Tú, Nguyệt Tú, mau mở cửa nhanh lên. Nguyệt Tú, ai vậy? Mau mở cửa ra. Nhanh lên. Nhanh lên. Nguyệt Tú, ngủ như chết vậy sao? Mau mở cửa. Mở cửa. Dậy thôi, thức dậy thôi. Mau mở cửa, mau dậy thôi. Đến đây rồi, nhanh lên. Khẩn trương vậy. Sẽ ra chuyện lớn rồi. Hoàng thượng không xong rồi. Các thái y đều đến đây hết cả rồi. Đại thần trong triều đều đã đến viện trường sinh rồi. Hãy nhanh chóng chuẩn bị trang phục đi. Nếu không thì không kịp mất. Còn có rất nhiều chuyện.
Nguyệt Tú cô cô, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bệnh tình của hoàng thượng đã nguy kịch rồi. Nghe nói Mạc công công dẫn thái y đến, đại thần trong triều đều đã đến điện Trường Sinh cả rồi. Kêu chúng ta đi chuẩn bị mang áo tang đến. Con hãy mang vào bọn họ vậy cái đi, mang áo tang đi. Mau dậy đi, mau dậy đi. Mau dậy, mau dậy. Sao thế, có chuyện gì vậy? Mau dậy nhanh lên, nhanh lên. Mau dậy đi, sao vậy? Mau dậy đi, mọi người mau dậy hết. Nào nhanh lên, nhanh lên. Làm gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? Dậy nhanh lên, bệnh tình của hoàng thượng nguy kịch rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng đi mang tang phục đến. Mau dậy đi, nhanh lên, bảo nhanh lên nào. Biết rồi, động tác nhanh lên. Mau dậy, mau thức dậy. Mau thức dậy. Dậy đi. Dậy đi. Nhanh lên đi. Mau dậy nào, mau dậy. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Tiểu phù, tiểu phù à, mau dậy thôi. Đừng ngủ nữa. Tiểu phù, mau dậy thôi. Dậy thôi mà. Mau dậy nào, bệnh tình của hoàng thượng nguy kịch rồi. Mọi người mau dậy. Nguy kịch, tại sao bệnh tình của hoàng thượng lại nguy kịch chứ? Buổi trưa sáng hôm qua người vẫn còn khỏe mà. Đúng vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy chứ? Các người đừng hỏi nữa, tin tức của thái y không thể nào giả được. Lỡ như hoàng thượng có gì bất trắc thì trang phục không thể kịp thời mang đến tay các quan trong triều thì đó chính là tội chết đó. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nào, mau dậy đi. Mau dậy hết cả đi, động tác nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Nhanh lên, đi thôi. Đi thôi. Lại đây. Đại nhân, mang bức thư này đến cho tả hiệu quý của cấm vệ quân, không được để cho người khác phát hiện. Mau đi đi. Ngũ ca, đúng là có chuyện lạ. Tối hôm qua vẫn tràn đầy hứng thú, muốn chúng ta ngày mai hát bài hát mới cho bãi nghe. Sau chốc lát, bệnh tình nguy kịch rồi. Hoàng thượng không phải là Phật Di Lặc Giáng Sinh. Bây giờ hoàng thượng cũng đã gần 80 tuổi rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nếu như bảy có gì bất trắc thì huynh đệ chúng ta sao có thể sống được? Ngũ ca, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Chuyện đến nước này, ngày hôm nay chỉ có thể đi một bước cuối cùng thôi. Ta đã phái người đến đưa thư cho tả hiệu quý rồi. Để ngày ấy điều tất cả về cấm quân đến chờ ở điện Trường Sinh. Nhưng mà Võ Tam Tư hắn ta nắm binh quyền trong tay, phụ tử lý đáng lại coi huynh là đệ. Như cái gai trong mắt, cấm vệ quân có thể ngăn cản được không? Nghe rõ đây, hãy giấu kín con dao này đi. Một khi sự việc xảy ra, Võ Tam Tư cũng được, Lý Đáng cũng được, mà Thái Tử cũng được, hãy bắt lấy một người làm con tin. Chỉ cần có thể thoát khỏi hoàng cung thì sẽ có con đường sống. Hiển à, hoàng thượng bệnh đã nguy kịch, chàng làm thái tử tại sao lại không ở bên cạnh của bà ấy? Ta không đi, ta thật sự không muốn đi. Người y đã dục nhiều lần rồi, nếu như không đến nhanh thì sẽ không còn kịp nữa đâu. Hãy nói là ta cũng bị bắt bệnh, không thể đi được. Ta không thể đến điện Trường Sinh được. Chàng phải biết chàng là thái tử. Thái tử? Ta là thái tử cái gì chứ? Mẫu hoàng vốn đã không thích ta rồi. Bà ấy không những phế bỏ đế vị của ta, còn giam lỏng ta ở Quân Châu, nhiều lần trắc trở mới có thể quay về trong cung, còn nhốt ta trong chuồng thú, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời này, mà đi nghe lời gièm pha của hai tên Trương Dịch Chi và Trương Xưng Tông giết con trai con gái ruột của ta. Cái chức thái tử này không làm cũng được, đúng là không làm cũng được mà. Ta không thể đến điện Trường Sinh được.
Võ Tam Tư, huynh đệ Trương Thị, phụ tử Lý Đáng, mỗi người bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cái đế vị. Ta không quyền không binh, chỉ cần mẫu hoàng ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ băm thái tử này thành vạn mảnh. Cái điện Trường Sinh này thật sự là không thể đi được. Hiển à, nếu như không đến điện Trường Sinh, lỡ như hoàng thượng có chuyện biến tốt, vậy thì nhất định sẽ giáng tội chúng ta. Đến lúc đó thì thật sự là sống không bằng chết. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Nàng hãy nói ta phải làm sao đây chứ? Thiếp cũng không biết là nên làm gì bây giờ nữa. Thiếp chỉ biết chàng có chết cũng phải chết giống như một vị thái tử. Hãy đợi đó, chỉ cần thiếp có cơ hội để lật mình, thiếp thề sẽ cướp lại tất cả những gì đã mất. Không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Công chúa, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Tin tức trong cung truyền đến, nó là hoàng thượng bệnh tình nguy kịch lắm rồi. Cái gì? Công chúa, trong cung đã bắt đầu đánh chuông đưa áo tang rồi. Chúng ta mẫu hoàng có thần Phật phù hộ thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng mà công chúa, nhưng mà ngươi vẫn phải vào cung một chuyến. Nô tỳ hả? Hãy lập tức giúp ta mời thái y, nói là ta bị bệnh rồi. Vâng công chúa.
Vị vị dương gia, không biết thánh thể của hoàng thượng thế nào rồi? Thái y đang dốc hết sức mình để cứu chữa, tình hình cụ thể vẫn chưa biết rõ. Thái bình công chúa đang ở đâu? Thái bình công chúa đang mắc bệnh, vẫn chưa thể xuống giường được. Ta nghĩ là không thể đi được đâu. Mẫu thân và con gái cùng lúc mắc trọng bệnh, quả thật là làm cho người khác lo lắng. Người đâu, hộ giá? Trương quốc công, đây là ý gì? Đương nhiên là bảo vệ hoàng thượng rồi. Cả hiệu quý, có. Nếu như có loạn thần tặc tử muốn nhân cơ hội tạo phản, thì hãy giết chết ngay tại chỗ. Tuân lệnh. Cha, chưa có hoàng lệnh đã tự ý điều cấm vệ quân đến. Con nghĩ người muốn tạo phản trước chính là hai người bọn họ. Hay là chúng ta cũng điều binh vào cung đi? Không được, vẫn chưa đến lúc. Nhưng mà nếu như hoàng thượng thực sự vẫn chưa đến lúc. Hiểu ý của cha chứ? Dạ hiểu. Nguyệt Tú cô cô, tại sao cấm vệ quân bọn họ lại ở điện Trường Sinh? Đó là chuyện của các chúa công, không liên quan gì đến chúng ta. Hãy làm tốt trách nhiệm của bản thân là được rồi. Các người phải nghe theo khẩu lệnh của ta. Trên tờ giấy này đã viết tên của các quan trong triều. Các ngươi nghe theo lệnh của ta, mang tang phục này đem đến cho các quan đã chỉ định trong triều. Không được chậm trễ, cũng không được sớm hơn. Lâm Tri Dương Lý Long Cơ, ngài ấy là ai vậy? Con chưa gặp ngài ấy bao giờ. Mấy năm gần đây Lâm Tri Dương đều ở Trường An, mấy ngày trước mới quay về. Chả trách người không biết. Đứng trước hàng kia, người trẻ đến chính là ngài ấy, đã nhớ chưa? Tỷ, xem ra ngài ấy cũng là một vị nhân tài đó. Tỷ bóc được thẻ tốt rồi, đừng nói linh tinh nữa. Em không xem đây là trường hợp gì mà có cái gì là cái thẻ tốt với thẻ không tốt chứ. Các ngươi nghe cho rõ, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Ta chưa nói đi thì ai cũng không được bước vào cửa cung nửa bước, nếu không sẽ gặp đại họa lâm đầu. Nghe rõ cả chưa? Tiểu phù, hãy lấy lại tinh thần đi. Nhanh, nhanh lên. Võ Tam Tư, ngài có ý gì vậy? Xương Tông, Lương Dương, đây là giường ngự uyển trong hoàng cung. Hoàng thượng có chỉ, ngoài cấm vệ quân ra, các quan binh khác đều bị cấm như nhau. Ngài ngang nhiên dẫn binh vào cung, lẽ nào không coi những lệnh của hoàng thượng ra gì? Ngài ngang tình thế nguy cấp, hoàng thượng đột nhiên mắc trọng bệnh. Ta sợ sẽ có loạn thần tặc tử làm loạn ở trong đó. Ngài không nhìn thấy
đã có cấm vệ quân sao? Ở đây có rồi, ta sợ chính là sợ cấm vệ quân bị loạn thần khống chế, vì vậy mới phải dẫn binh đến đây. Vì vậy yên tâm đi, ta sẽ đích thân giải thích với hoàng thượng, không cần vì vậy quốc công phải hao tâm. Cấm vệ quân bị loạn thần khống chế là cái gì chứ? Người mà ngài nói là loạn thần là ai vậy? Là ai thì ta không biết, ta chỉ biết thân là con cháu ruột của hoàng thượng, phải có trách nhiệm lúc người bệnh trọng bảo vệ người qua cơn nguy nạn. Ai dám cản trở thì người đó là loạn thần. Hãy giao tất cả các cửa của điện Trường Sinh cho ta trấn giữ, nếu như còn cản trở, cho dù là quan triều đình cũng trảm hết cho ta. Rõ. Không ngờ rằng thì ra là như vậy. Cho muốn xem bọn họ đánh nhau. Không, chúng ta không thể là người ông đắc lợi được. Cấm vệ quân nghe lệnh đây. Có. Ai dám bước gần đến tổng cung của hoàng thượng nửa bước thì giết ngay tại chỗ. Tuân lệnh. Lẽ nào huynh đệ hai người muốn cản trở ta sao? Mọi người đã là hộ giá, ai cũng không cản được ai. Ngươi. Tiểu phù. Tiểu phù à. Mời Tương Dương, Lâm Tri Dương, Phụ Tử Lương Dương, vị quốc công đợi ở ngoài điện, chuẩn bị kiến giá. Chuẩn bị. Nguyệt Tú cô cô, Đỗ công công truyền lệnh cho chúng Dương kiến giá, có phải là hoàng thượng có chuyển biến tốt rồi không? Không phải, là gặp mặt hoàng thượng lần cuối cùng đó. Vậy thì hoàng thượng thật sự, bọn họ có thể đánh nhau sao? Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Làm tốt chuyện của mình nên làm, còn những việc khác thì không phải quản. Ngươi cũng không quản được đâu. Thái Bình công chúa đã lâm bệnh, không thể đến được. Tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng của thái tử đâu vậy? Ai nói là không đến chứ? Thái tử. Bẩm thái tử, Chư Dương, như vậy quốc công, thái y nói bệnh tình của hoàng thượng không ổn định, vì vậy lão nô mời các vị hãy đợi ở ngoài điện. Ý của lão nô mọi người đã rõ rồi chứ? Vậy lão nô xin cáo từ trước, hãy chuẩn bị thật kỹ. Chuẩn bị thật kỹ nha. Vâng. Xin Bồ Tát phù hộ cho mẫu hoàng ta bình an vô sự.
Cha, bây giờ phải làm sao đây? Hãy im lặng nghe ngóng Bồ Tát phù hộ. Chuẩn bị. Ta nói đi thì ngay lập tức mang tang phục đi. Thái y, bệnh tình của hoàng thượng thế nào rồi? Bệnh của hoàng thượng đã không còn trở ngại gì lớn nữa rồi. Dương gia đừng sợ. Dương gia, đừng sợ, chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đứng lại. Trang phục này có ý nghĩa gì? Bất kính với hoàng thượng. Bắt lấy. Rõ. Dừng tay. Đã đánh đủ 30 roi rồi, đừng đánh chết người khác nữa chứ. Đa tạ ơn cứu mạng của quan gia, cầu mong cho quan gia thăng cấp phát tài. Ơn cứu mạng của quan gia, mạnh phàm nhất định sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Ta cũng chỉ là làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. Các ngươi cũng không nên nhớ. Hai người có phải là muốn uống gì không vậy? Vậy thì hãy cho bọn họ uống no đi. Đó không phải là nước mà là dầu. Tại sao ông lại ép chúng tôi uống dầu vậy? Tại sao vậy hả? Vì đây là hình phạt mà các người phải chịu phạt. Vẫn còn chưa hết đâu. Chưa hết đâu. Mang lên đây. Không phải vừa nãy ông không nói là sẽ không giết chúng tôi hay sao? Đương nhiên vừa nãy không giết các người. Nếu không sao để các ngươi nuốt cái hồn thất lạc kia rồi. Tỷ muội chúng tôi cũng không phạm trọng tội gì, chỉ là mang nhầm tang phục mà thôi. Tôi không đến mức phải chết. Đó không phải là tội lớn sao? Mang cho hoàng thượng tang phục vẫn không phải là tội lớn sao? Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, các ngươi lại đi mang tang phục cho quan trong triều. Đó là tội gì vậy? Đó là tội lớn, đáng lăng trì xử tử. Hãy cạy miệng của bọn họ ra cho ta. Rõ. Đừng mà. Đừng mà.
Dừng tay. Đỗ Công Công, có chuyện gì mà để ngươi phải đại giá quang lâm đến đây vậy? Ta vì chuyện của La đại nhân ngài mà đến đây thôi. Tôi có chuyện gì chứ? Hoàng thượng bước đầu qua khỏi trọng bệnh nên trong lòng rất tốt. Vừa nãy tiếp kiến thái tử và các vương gia rồi. Hơn nữa quận vương gia đã tích đức tha cho hoàng thượng. Thế là trong 7 ngày 49 ngày không ăn mặn, không sát sinh. Hoàng thượng vì cảm kích hiếu đạo của quận vương gia đã hạ lệnh trên dưới trong cung trai giới 49 ngày không được sát sinh. Chuyện này tôi không biết. Tôi không hề biết thật mà. Vì vậy chúng ta mới đến đây nói cho ngài biết. Hai nha hoàn này của ngài phải cho bọn họ ăn chút gì. Không những không cần hai linh hồn mà cần mạng của bọn họ. Tội này cũng không đủ lớn hay sao? Vì vậy hãy thả người ra đi. Thả người ra. Mau cởi trói ra. Mau thả người ra. Nhanh lên. Chuyện này Đỗ Công Công, ngài phải để ta nói thế nào với ngài đây? Tôi thật sự không biết mà. Không sao chứ? Con gái tiểu phù, con gái đáng thương, các con không sao chứ? Đa tạ Nguyệt Tú cô. Hôm nay phải cảm ơn quận vương gia. Là quận vương gia đã thuyết phục Đỗ Công Công đến cầu xin giúp các con đó. Tỷ tỷ, Mạnh Phù biết lỗi rồi. Không sao, tỷ tỷ không sao. Tỷ tỷ, muội hứa với tỷ, sau này muội làm việc nhất định sẽ thật thận trọng. Tỷ an tâm đi. Làm gì vậy? Sao vẫn chưa đi? Nhanh lên. Lát nữa lỡ chuyện là bị bắn đó. Động tác nhanh lên một chút, mau đi đi. Tiểu Phạm tỷ, cái này ở đây. Cảm ơn muội, Mạnh Nguyệt. Không cần cảm ơn, muội đi trước đây. Đi nhanh lên. Sao vậy? Hai người các con hãy nghỉ ngơi thêm một hôm nữa đi. Không cần đâu à, hai người chúng con không sao đâu à. Nằm ở trên giường lâu như vậy, xuống giường thì sẽ thoải mái hơn à. Đa tạ thượng cung đại nhân. Các con thực sự đã hết bệnh rồi. Vậy các con hãy nghe ta nói đi. Sau này không được phép gây phiền phức cho ta nữa đó. Tuân lệnh thượng cung đại nhân. Nha đầu này, vậy thì hãy mau mau đi trang điểm đi. Đừng động đậy. Cẩn thận đó, đi thôi, ta đi trước đây. Đi đi, ta đi đây. Tiểu Phù, tỷ, muội biết tỷ muốn nói với muội gì rồi. Không được gây phiền phức, ngoan ngoãn đó. Muội đi đây. Nghe nói hôm nay hoàng thượng lại không lên triều sáng. Xem ra bệnh tình lần này vẫn chưa khỏi. Ta nghĩ hoàng thượng hồng phúc tề thiên, không lâu sau nữa bệnh của người nhất định sẽ khỏi. Nhưng mà lần này đột quyết thổ phiên cùng giấy binh, hoàng thượng lại không thượng triều. Đại thần trong triều đều bị quạ cho mềm nhũn cái chân tay rồi. Nghĩ đến năm đó đột quyết thổ phiên khiết đan lần lượt đến xâm chiếm, không phải là bị hoàng thượng đánh cho tan tác sao? Đã chạy vội về nước rồi. Nghe nói binh lực lần này bọn họ đến đánh không nhiều bằng lần trước. Chỉ cần hoàng thượng khỏi bệnh, bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn rút lui mà thôi. Tôi bắt đầu tin là hoàng thượng là do Phật Di Lạc giáng xuống trần. Tôi vẫn không tin đâu. Phế thái tử cướp hoàng vị. Nghe nói bà ấy vì củng cố quyền lực của bản thân mà đã loại bỏ cái đối lập, lạm dụng cực hình, hại chết bách tính thiên hạ, chết quan vô số. Hoàng đế như vậy sao có thể là Phật Di Lạc giáng sinh được chứ?